Thôi hello anh em, tiếp tục em lên sóng một mẫu xe mấy chị rất là yêu thích nè nha. Một mẫu xe rất là nhỏ gọn, tiện lợi và tiết kiệm nha anh em. Nó con này mang tên là Honda Career nha. Career, mấy chị kêu bằng Career đó. Bản màu khá đẹp luôn mấy chị. Về một bản màu phải nói là rất là mượt mà nha, và rất là hot ở thị trường ha. Bản màu vàng bơ nha mấy chị. Đó, vàng bơ, Career, Career vàng bơ nha. Bản màu trắng, trắng vàng ha, vàng bơ nha. Vàng bơ nhìn vào là thấy là một cái bản màu khá là hot ha. Nó xe mình là xe nội địa Nhật về, xe trơn nha mấy chị. Hôm nay em bán với cái giá công khai luôn là 20.500.000 ha. 20.500.000 mình sở hữu một con Honda Career 50cc nội địa Nhật về ha. Nó bản màu trắng vàng bơ, và đặc biệt con này có 3 dây tắt máy nha mấy chị. Nó ở thị trường á, đúng chắc xe nội địa Nhật về mà bản thường không có bản 3 dây tắt máy, thị trường nó bán 22 hoặc 23 triệu nha. Chưa có rổ và chưa có chống ngang nữa nghe mấy chị. Con này em bán chuẩn màu vàng bơ nha. Vàng bơ là vàng bơ sơn nha mấy chị, chứ nhựa bu lia không có đâu. Nhựa bu lia có nhưng mà giá nó rất là cao nha mấy chị, rất là ít ở thị trường. Cái vàng bơ này nhầm con lên từ 30 đó mấy chị. Vàng bơ mà vàng bơ bu lia nha, 30 hoặc 30 hơn. Con này là vàng bơ sơn, em bán chỉ 20.05 triệu ha. Đó, con này là màu, này là màu sơn nha, bản màu sơn nha. Trắng này là trắng zin, bản màu sơn, hai kính si, nó hai kính si Nhật ha. Rổ trước, cái rổ trước phơm dày nè, nó cứng lắm mấy chị. Nó rổ trước phơm dày và có tặng chống ngang gắn sẵn cho mấy chị luôn. Đó, hoặc mấy anh mua về tặng cho mấy chị, tặng cho con hay tặng cho mẹ đi chợ, cho con đi học rồi là quá ok ha. Một con xe nội địa Nhật về nha. Đó, máy là máy nguyên zin, nói chung là máy móc nguyên zin. Nó còn dàn ngoài đã xì ba đẹp hết rồi. Đó, áo là áo sơn nha, trắng là trắng zin. Nó vỏ trước sau mới nha. Về con này mình chỉ đổ xăng là sử dụng thôi, còn muốn ngon nữa thì theo cái độ bảo dưỡng riêng của mình, mình thay nhấc máy, mình thay nhấc láp ha. Đó, con này rất là đẹp nha mấy chị. Đi những con này là nữ đi là đúng bài luôn. Màu vàng bơ, cái màu quá hot ở thị trường, đúng không mấy chị? Mà nhìn màu nhìn lạ không? Nhìn rất là mượt mà nha. À, rất đẹp. Con này chuẩn Indian Stop, 3 dây tắt máy nha. Order nó 9.000 mấy cây nè. Dàn si, đồ si, đồ còn đẹp ken xà men nha. Đây. Đó, đặt lên, bóp thắng là nổ nha mấy chị. Động cơ 50cc đề từ máy nước ha. Nó có kết hợp 3 dây tắt máy luôn, mà bán chỉ 20.05 triệu, bản màu vàng bơ, full hai kính rổ và chống ngang luôn. Nó thị trường mà áo sơn nè, áo sơn mà bán thường thôi đã 22 hoặc 23 triệu tiền người bán nữa mấy chị. Còn em bán 20.05 triệu mà được cái bản Indian Stop, đúng không? Bản Indian Top, Indian Top và hai kính nè, có rổ trước luôn nè, có chống ngang luôn á. Đó, máy là máy nguyên zin nha, bao bao với anh chị là máy phải nguyên zin nha. Đó, máy là nguyên zin, máy là nguyên zin, y máy mượt mà nha, bao im nha mấy chị. Đến nơi máy nguyên zin không im, trả xe. Đó, bản màu rất là đẹp. Korea bản màu này thì hết nước chấm. Đó, xe mình xe nội địa Nhật, xe trơn nha. Đó, vỏ trước sao đẹp nè, nè vỏ trước nè. Đó, vỏ sau nè, nhìn như mới hết rồi. Đó, máy là bao anh chị là máy nguyên zin nha, máy nguyên zin, im máy mượt mà, đến nơi máy không zin không im, trả xe. Bản màu Career mà, Career bản màu vàng bơ này quá phê, cho con nữ hay là cho vợ chạy rồi là đúng bài.
cái bản nào nẻ hot, nó không có kén người nè. Nói chung là lớn tuổi hay nhỏ tuổi đồ chạy rất là ok ha. Nè, báo này là hết xăng nha mấy chị. Nè, báo đèn vàng nè, hết xăng nha. Gần hết xăng rồi. Nè, con này cốp to nè. Cái vàng vàng nè, nhầm khi nhầm người mua xe về không biết. Cái này là cái khóa chống đứng nha, nè. Nó thay vì cái khóa cổ của chiếc xe mình á, còn xe nội địa nó khóa chống đứng. Anh chị đang dựng chống đứng nè, khóa cái đó đó, đẩy cái yên lại. Là chiếc xe mình không có đá cái chống đứng xuống được ha. Nó bật cái đó là không có đá chống đứng xuống được. Là không có chạy được nha. Đó, chừng nào bật lại là mới cho cái chống đứng nó xuống được ha. Cái đó là khóa chống đứng đó, thay vì mình xài khóa cổ. Xe Việt Nam mình xài khóa cổ, những xe này là nó khóa chống đứng, nó khóa trong cốp gì đó mà đọc á. Máy là máy nguyên zin, bản nào vàng bơ siêu đẹp. Vàng là vàng sơn nha. Đó, bản nào rất là đẹp không? Mượt mà không? Chứ không phải nhựa bu lê màu này đâu, nhựa bu lê màu này nó rất là cao nha, mà không có. Rất ít. Rổ trước cái form này rất là dày nha, cứng dữ lắm. Nè, mấy cái chân nối nè. Kỹ đến từng cái chân nối luôn á. Đẹp không? Đó, mâm này có dặm luôn nha. Mâm này dặm luôn. Dặm đẹp thì giờ mình khỏi dặm anh chị. Nói chung là quan trọng là cái chất máy thôi ha. Cái chất máy là phải máy nguyên zin cực êm. Còn những phần ngoài này người ta dặm đẹp về mình khỏi dặm đúng không? Không lẽ mà chiếc xe đẹp cỡ này mà để cặp mâm nó thấy gớm sao được anh chị. Đó, dặm là dặm luôn cho nó đẹp. Đẹp từng chi tiết vậy đó, chống ngang. Đó, gắn cái chống ngang vậy nè. Nó thay vì bán một con xe không gắn chống ngang bớt đôi 300.000, nhưng mà người ta về người khách xài người ta không biết đường gắn, không biết đường mua. Nên em gắn sẵn ha, thay vì em bớt tiền cho anh chị thì em gắn sẵn vô một con xe vậy luôn. Đó, cho anh chị về chỉ đổ xăng là sử dụng thôi. Đó, máy móc nè, đẹp ghê không? Chung con này khá đẹp. Nữ chạy là hết bài rồi. Mấy anh mà mua tặng cho mấy chị hay tặng cho con lấy lòng rồi hết nước chấm. Lên dạy nhưng xe này thích lắm. Đó, cái bản màu rất là mượt mà. Cái bản màu này nói chung là khá hot rồi. Không kén người, không kén người chơi nha. Đó, siêu mượt. Đó, giá em bán là 20.500.000 nha. Anh em tham khảo thị trường thoải mái ha. Nói ai cơ gì bán thì hai mấy triệu, người ta bán 10 triệu, 12 triệu rồi đầy. Anh chị mua đi, rồi biết. Những xe máy làm á, những xe máy làm lại đó, thì mua đi biết nó thế nào á. Mình mua một xe nội địa Nhật về để phục vụ cho mình, chứ mình đừng có để là mình phục vụ lại cho nó nha anh em. Mua sao một cái xe về người ta gặp người ta thích ha. Đó, nhiều khi cho vợ chạy cái chạy lại mấy chị ở nhà hàng xóm đồ chơi nói trời mua xe đẹp quá, máy im quá, nhỏ gọn tiện lợi quá. Đó, chứ để thôi mà chạy con xe đến nơi người ta nói những máy xì lú là chết luôn nha anh chị. Đó, điên điên top nè. Đó, chuẩn in điên top 3 dây tắt máy ha. Rồi đó, anh chị nào mà đang muốn sở hữu một con Career 50cc ha, thì tham khảo mẫu này giùm em ha. Em nó là Career 50cc, bản màu vàng bơ ha, vàng sơn nha, trắng là trắng zin bu lia, full hai kính rổ trước, có chống ngang luôn. Đó, một con xe đẹp len can, máy móc là bao anh chị là nguyên zin cực êm ha. Đó, để em test chức năng trên xe luôn. Đó, xi nhan trước, xi nhan trước bên phải, xi nhan sau bên phải, xi nhan sau bên trái. Đó, đèn trước em đã cắt sẵn một dây luôn nha, cắt sẵn một dây để cho ban ngày mình chạy mình tắt đèn được ha. Đó, càng chung là full chức năng, điện đèn càng, xi nhan, công tơ đờ mét chuẩn chỉ hết nha. Đó, công tơ đờ mét, báo CBS nè, công tơ đờ mét hoạt động ok hết nè. Cái này là báo xăng nè anh chị, nè nó hết xăng rồi nè, gần hết xăng nó báo đèn vàng rồi nè. Đó, đổ vào thì nó qua cái mức nó thì nó tắt đèn thôi.
anh chị nào quan tâm về cái dòng cà ria này thì alo hoặc kết bạn Zalo số điện thoại em ha, 0832354148 nha anh chị. Giá em bán con này 20.500.000 ha, không fit không bao ship nha anh chị. Nó mít lòng trước được lòng sau ha, anh chị thấy hợp túi tiền thì alo cho em. Đó, giá xe bán lúc nào cũng công khai và niêm yết hơn tất cả các cái bài bán của em hết ha. Xe giá lúc nào cũng bán công khai nha anh chị. Đó, khuyến khích anh chị con hoặc kết bạn Zalo số điện thoại em đi để gặp trực tiếp một con xe em đang quay clip ha. Đó, thứ nhất mình tránh tình trạng qua trung gian gò lái, thứ hai đặc biệt là những anh chị mua trên mạng nè, thứ hai là tránh tình trạng lừa đảo nha. Đó, vì đơn giản một thằng lừa đảo nó không bao giờ nó có một chiếc xe để con trực tiếp cho anh chị để thấy và cảm nhận đâu nha. Đó rồi, cảm ơn anh chị đã xem video luôn.